Có một thứ mà phụ nữ chúng ta cần phải hiểu cho đàn ông đó là họ rất áp lực. Ngay từ khi mà còn nhỏ thì bố mẹ đã luôn kỳ vọng sau này sẽ trở thành ông này ông kia. Lớn lên thì họ lại áp lực bản thân mình phải được cố gắng để được như người này người kia. Và có gia đình rồi thì lại lo, lại có áp lực cơm áo gạo tiền để cho con mình không thua, vợ mình không thiệt. Bởi vậy mà mỗi sáng thức dậy mở cửa ra ngoài đường là vô vàn những cái áp lực như thế đè nặng lên vai họ. Và có lẽ những cái nỗ lực của họ chưa bao giờ dám ngừng nghỉ. Thế nhưng cuối cùng những nhu cầu của họ lại rất đơn giản. Đàn ông chỉ mong rằng mở cửa trở về nhà thì có người chờ đợi, là có cơm ăn no, là được nghỉ ngơi, là chút hỏi han quan tâm mà có lẽ chẳng tốn kém gì, và thêm một chút sự dịu dàng mà ngoài kia hình như là rất ít người dành cho anh ấy. Cuộc sống này rất là mệt mỏi mà, có đúng không ạ? Ai cũng đang cố gắng hiểu những cái đơn giản như thế thôi để bớt suy diễn đi, dùng sự dịu dàng để đổi lấy sự bền chặt, dùng sự thấu hiểu để có thể đổi lấy sự bình yên cho các anh chồng và cũng là cho chính chúng ta nữa, chị em ạ.